U22 Việt Nam và những nỗi lo chưa thể giải quyết sau trận thắng Lào. Giành chọn 3 điểm nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa thể mang đến sự yên tâm trên hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32. Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào mang lại nhiều ý nghĩa với huấn luyện viên Choi Sia và các học trò. Không chỉ là 3 điểm và hiệu số cộng 2 trong cuộc cạnh tranh với Thái Lan, bài toán tâm lý được cho là có lời giải sau trận đấu vừa rồi. Bản thân huấn luyện viên người Pháp cũng thừa nhận các học trò của ông gặp những vấn đề về tâm lý trước khi giải đấu diễn ra. Thành tích của các trận đấu trước SEA Games khiến cho những hoài nghi được nhắc đến nhiều hơn về U22 Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp cho các cầu thủ giải tỏa căng thẳng và hy vọng sẽ chơi tốt hơn ở những trận tiếp theo. Nhìn về tổng thể, tỷ số 2-0 trước Lào là kết quả chấp nhận được với bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, màn trình diễn nói chung của toàn đội thì chưa thuyết phục được người hâm mộ. Trong 90 phút, so tài với người hàng xóm Lào, các cầu thủ Việt Nam chơi bóng mà thiếu đi sự gắn kết, liên mạch giữa các tuyến. Bàn thắng đầu tiên đến từ một pha tỏa sáng cá nhân. Và sau giây phút dẫn bàn đó, U22 Việt Nam chưa thể làm chủ cuộc chơi. Các tuyến từ hàng hậu vệ cho tới tiền vệ và tiền đạo thiếu ý tưởng tổ chức tấn công, những miếng đánh dọc biên hay trung lộ tỏ ra thiếu sự sáng tạo và tính bất ngờ. Ở trận đấu với Lào, sợi dây liên kết giữa hàng hậu vệ và tiền vệ không tốt, khoảng cách cự ly đội hình chưa hợp lý khiến các đường lên bóng của U22 Việt Nam thường xuyên bị chậm và hậu vệ chuyển về nhiều hơn. Khi mà các vấn đề của U22 Việt Nam chưa được giải quyết thì sự tiến bộ của Lào đã mang lại những thách thức lớn. U22 Lào rõ ràng đã thể hiện bộ mặt tiến bộ hơn rất nhiều so với quá khứ. Cầu thủ Lào dám cầm bóng và chơi bóng theo ý đồ của mình. Thể hình cùng với những cầu thủ Lào Kiều mang lại chất lượng cao hơn trong những đợt lên bóng ở hành lang cánh. Nếu như sắc bén hơn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng, Lào hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu này. U22 Việt Nam đã có 45 phút hiệp 2 vất vả và chỉ có sự xuất sắc của Quan Văn Chuẩn mới giúp cho thầy trò huấn luyện viên Choi Sia giữ sạch mảnh lưới. Đội hình xuất phát của huấn luyện viên Choi Sia cũng mang đến nhiều bất ngờ. Những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến ngồi trên băng ghế dự bị với đội hình chưa phải là mạnh nhất. Xuất phát ở trận gặp Lào, người ta tự hỏi đây tiếp tục là sự thử nghiệm hay là những toàn tính của ông thầy người Pháp. Thử nghiệm là việc mà huấn luyện viên Choi Sia đã làm trong suốt quá trình từ khi bắt tay huấn luyện đội U22 Việt Nam, từ các trận đấu ở giải giao hữu U23 Doha Cup cho tới hai trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, kết quả thu được không khả quan. Tới trận gặp Lào, U22 Việt Nam cũng chơi với bộ khung chưa phải mạnh nhất và thắng lợi cũng rất nhọc nhằn trước một đối thủ được xem là yếu hơn. Nhiều ý kiến cho rằng ông Choi Sia đang cố gắng thử nghiệm để tìm ra các nhân tố ưng ý nhất và liệu rằng nếu vẫn chưa thể tìm ra bộ khung ưng ý nhất để phục vụ ý đồ của mình, U22 Việt Nam sẽ còn thử nghiệm đến khi nào. Tuy nhiên, hành trình ở SEA Games 32 có mức độ thi đấu khá dày và đây có thể là toàn tính của thuyền trưởng U22 Việt Nam từ vòng bảng cho tới trận chung kết. Nếu tới trận cuối, đội sẽ phải đá 6 trận trong vòng nửa tháng. Mục tiêu của U22 Việt Nam là làm tốt từng trận, trước mắt là giành vé vào bán kết. Và đó có thể là toàn tính giữ sức cho những trận đấu mang tính quyết định của huấn luyện viên Choi Sia. Mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn. Vì vậy, phân bổ lực lượng sao cho hợp lý cũng là bài toán khó mà mỗi huấn luyện viên phải đối mặt ở SEA Games 32 năm nay. U22 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trước U22 Lào. Bây giờ toàn đội sẽ hướng tới cuộc đọ sức với Singapore diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5. Tin tức trên đã...